này. Anh này vô tâm hay quên, không biết là vô tình hay cố ý. Tới ngày lễ ha, mấy ngày kỷ niệm thì mình phải nhớ, giống như mình để hâm nóng tình cảm lại. Mình thể hiện là giống như chồng cũng thương vợ. Mà mấy ngày đó trước khi toàn là em phải nhắc không à. Chinh nhớ ngày mai ngày gì không? Khi mình thích cái món đó mình cũng phải nói em thích đôi dài á, em muốn đôi đôi dài á. Anh này cứ Mà cuối cùng có nhớ không? Dạ phải nhớ. Phải nhớ. Không quên được. Phải. Có nghĩa là nếu mà tôi nhắc hoài mà không nhớ nữa là tôi đứng trước mặt tôi nói thẳng như vậy, dạ. Đúng không? Rồi, thế bây giờ em mong muốn người vợ xinh đẹp này thay đổi điều gì? Thế là về nhà hơn chút, với lại quan tâm đến gia đình hơn một chút nữa. Còn em? Thì em thấy chồng em cũng ok rồi, em chỉ mong là chồng em như bớt vô tâm xíu, lãng mạn xíu. Em thì lại nói vợ vô tâm, vợ cũng nói em vô tâm. Vậy sao đi chị Vân? Em, mỗi lần vợ em ghen em như vậy, em có bị áp lực nhiều không? Tại vì không ghen với cái mới mà cứ ghen với cái cũ như vậy á, em bị áp lực về cái điều đó không? Dạ có chứ vậy. Em có muốn vợ em đừng có làm điều đó nữa không? Dạ có chứ. Sao em không nói? Cái điều đó chị thấy là cái mà nó hiện giờ nó đang là một cái mối nguy hiểm nhất trong cái mối quan hệ của tụi em. Dạ. Chứ nó lại không phải những cái mà em mong muốn vợ em thay đổi. Dạ. Tại vì sao? Bạn này á, thì bạn lại nghĩ rằng vì em quá đàng hoàng từ sau khi lấy nhau rồi. Yeah. Em không có tạo một cái cơ hội người mới nào để mà bạn vợ ghen nữa. Yeah. Nhưng mà bạn vợ mới móc lại cái cũ để bạn vợ ghen. Là theo bạn vợ là để hâm nóng tình cảm. Yeah. Em phải làm sao cho bạn vợ thấy rằng á, cái sự quan tâm của em nhiều hơn. Yeah. Tại vì sao? Khi là vợ chồng á, thường là sau mỗi một cái cuộc gây lộn á, yeah, thì vợ chồng sẽ ít nhất phải tạo cái cơ hội để gần gũi nhau, để mà hóa giải cái chuyện ghen tuông đó. Yeah. Cho nên rằng nếu như mình thiếu đi những cái sự mà ấm áp, những cái sự mà gọi là thăng hoa sau khi mà mình lấy nhau rồi á, yeah, thì cái đối phương của mình luôn luôn phải tạo một cái gì đó để mình quan tâm đến đối phương của mình nhiều hơn. Yeah. Thì cái hình thức vợ em thể hiện là cái hình thức mà ghen để cho em phải quan tâm tới vợ. Yeah. Thì bây giờ về phía hai người á, chị thấy rằng hai người làm được cái điều này thì nó sẽ bớt đi. Em, ông bà mình nói là quên đi cái quá khứ, đừng có mơ ước về tương lai nhiều, mà phải nắm bắt cái hiện tại. Cái đó là cái quan trọng nhất. Cho nên thôi em bỏ đi, cái gì quá khứ em bỏ đi. Còn cái cách của em bây giờ, em nên nói. Bây giờ nếu mà mình dèm dèm anh không hiểu, nói thẳng. Còn cái điều mà chồng em mong muốn em là quan tâm đến mọi người xung quanh, nhất là đối với mẹ. Yeah. Giờ mẹ sống con mình tội nghiệp. Yeah. Cho dù em không biết cách nói đi chăng nữa, em cũng chỉ cần một cuộc điện thoại: mẹ hả, mẹ khỏe không mẹ, mẹ ăn gì chưa, đủ rồi. Cái hành động đó của em sẽ làm cho chồng em tìm cách hâm nóng. Nó là liên đới đó nha, chứ không phải giỡn đâu. Em hiểu không? Dạ. Ví dụ nhiều khi chồng em suy nghĩ vậy mà chồng em không nói nè, bà có quan tâm gì tới mẹ mình đâu, có quan tâm tới mình đâu. Mình cần gì phải, cần gì phải quan tâm tới bà. Nghĩ trong đầu, giờ chịu khó tìm hiểu chồng mình muốn cái gì. Ngược lại chồng cũng vậy. Dạ. Mình phải làm sao để cho vợ mình bỏ cái vụ mà ghen bậy ghen bạ đi. Yeah. Mình phải làm sao để vợ mình phải quan tâm tới gia đình của mình. Yeah. Tới mình. Yeah. Và những người xung quanh. Nha. Yeah. Ha. Yeah. Hồi tối hai vợ chồng cũng tâm sự. Chồng em nói thì thấy cũng thấy thương, cũng nói là giống như là muốn tham gia chương trình này. Giống như là tại em á, chồng em nói là cái tôi em lớn quá, cho nên nói ra là em cứ cãi, em cứ cho là lúc nào mình đúng. Cho nên là muốn là ngồi hai vợ chồng nói để có anh với chị ở đây. Là người ngoài thì sẽ nhìn sáng suốt hơn là ai có khuyết điểm nào để nghe lời hai anh chị khuyên để mà biết sửa đổi. Cái kết của cái này chị nghĩ rằng em phải có một lời với mẹ, mẹ của ảnh á, để mẹ hiểu. Giống như nãy em có nói, trong lòng thì mình thương. Dạ. Nhưng mà mình sợ mình không biết cách nói đó. Dạ. Bây giờ mình ngại mình không điện thoại gì, nói cho mẹ hiểu đi. Thì con cũng không biết nói gì nhiều. Khi nào mà tụi con ở trên đây có thời gian rảnh thì tụi con sẽ về thăm má. Sau này thì con sẽ cố gắng, nếu mà có thời gian rảnh con sẽ điện về má nhiều hơn. Má đừng có buồn, má sống ở dưới thiệt là vui.